Chào các bạn, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái lỗi liên quan đến game Valorant các bạn nhé. Các bạn lại gần đây để mình cho các bạn xem cái lỗi này. Đầu tiên là chúng ta sẽ bật cái game Valorant lên. Chúng ta sẽ chờ một chút để cho nó khởi động game. Đây, sắp vào game rồi này. Khi nó vào game ấy, thì có những bạn đến bước này thì nó sẽ lỗi, còn có những bạn thì đến cái bước có chữ chơi thì nó sẽ bị lỗi. Và cái lỗi đấy nó hiển thị như này các bạn này. Nó hiển thị nó có cái dòng TPM version 2.0 này, and security boot này. Đấy, nó hiển thị như thế này. Với một cái lỗi như thế này, mình sẽ xử như thế nào? Các bạn có cài lại game thì nó vẫn cứ bị thôi. Các bạn ấn OK hoặc ấn Cancel thì nó vẫn cứ bị cái lỗi như vậy, rất khó chịu. Đầu tiên thì mình sẽ xử lý cái máy mình trước, sau đó thì mình sẽ hướng dẫn từng bước để cho các bạn tự xử lý trên máy tính của các bạn nhé. Cái này thì mình sẽ phải vào BIOS để mình bật cái TPM 2.0 lên, enable nó lên là được. Mình sẽ vào BIOS của máy mình. Vào BIOS thì mình sẽ khởi động lại máy, ấn Restart. Tiếp theo, máy mình là máy Acer, mình sẽ ấn nút đen hoặc là F2, phím đen này này. Mình sẽ ấn liên tục cái phím đen này. Các bạn nhớ nhé. Đây, mình sẽ ấn liên tục phím đen. Đây là cái màn hình BIOS của máy mình. Các bạn yên tâm là tí nữa thì mình sẽ chỉ cách để các bạn vào BIOS của máy của các bạn. Bởi vì là mỗi cái giao diện có thể nó sẽ khác nhau, hoặc là mỗi cái dòng bên nó sẽ khác nhau nhá. Vào đây thì mình sẽ vào F7 hoặc là vào Usven. F7 đi. Tại đây thì mình sẽ vào cái phần Usven này. Tiếp theo mình sẽ vào cái phần PCH firmware này này, FWK này này. Tại đây thì cái PTT của mình nó đang là Disable. Mình sẽ enable nó lên. Các bạn nhìn gần các bạn có thể thấy là đây là chữ PTTIHE này, TPM 2.0 này. Đấy, bây giờ mình sẽ enable lên, ấn OK này. Nó sẽ là enable đúng không? Tiếp theo là ấn F10 để lưu lại, hoặc là vào phần Exit, Save, OK. Như vậy là mình đã vừa bật cái TPM 2.0 trên cái máy mình. Và bây giờ mình sẽ khởi động lại và mình sẽ vào trong game để mình bật lại xem cái kết quả như nào các bạn nhé. Còn các bạn ấy cũng xử lý như thế này. Chỉ có điều là đôi khi là nếu mà các bạn nào mà trùng với cái giao diện bên của mình thì các bạn làm như vậy. Còn những cái bạn mà khác giao diện ấy thì chờ một chút, mình cứ giải quyết xong cái mình đã rồi mình sẽ chỉ cho các bạn từng bước một nhé. OK. Khi mình vào trong Win rồi, mình sẽ tiến hành là bật lại game nhé. Kích vào Valorant này. Chờ một chút cho nó khởi động này. Đây là loại chuẩn bị vào game tiếp. Bình thường là của mình đến bước này là nó sẽ bị lỗi đúng không các bạn? Để xem nó có vào được game không nhá. Rồi, vào được game luôn. Bây giờ mình sẽ ấn chơi thử này. Chơi này. Không phải bây giờ này, sinh tử này. Bắt đầu này. Mình sẽ thử vào game luôn để cho các bạn chứng thực được là mình đã giải quyết xong vấn đề. Đấy, tìm thấy trận rồi. Cái này là nó sắp vào game rồi và mình chắc chắn là nó sẽ vào được game. Sau khi mình vào được game thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn từng bước để các bạn có thể là giải quyết cái vấn đề trên máy tính của các bạn. Đấy, mình đã vào game chơi được rồi. Bây giờ mình sẽ thoát game để hướng dẫn các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn cần phải xác định cho mình đó là cái lỗi của các bạn có đúng là cái lỗi như mình chia sẻ không. Còn nếu mà đúng như thế thì chúng ta sẽ đến cái bước tiếp theo. Bước tiếp theo là chúng ta cần phải xác định xem là máy tính của các bạn là cái main ấy, hoặc là cái máy tính của các bạn nó là hãng nào. Ví dụ như là cái của mình nhé, các bạn nhìn đây là có chữ Acer đúng không? Nhưng mà không phải là cái, cũng chưa chắc là cái máy tính bên dưới của mình nó là Acer nhé. Bởi vì cái màn hình của cái PC nó chỉ là cái màn hình hiển thị thôi. Có thể là màn LG hoặc là màn Dell là chuyện bình thường. Thì các bạn đừng nhìn cái logo ở đây là các bạn bảo là main của các bạn nó, hoặc là cái máy tính của các bạn nó là hãng này nhé. Chỉ là cái màn hình của bạn hãng này thôi. Đấy là PC. Còn laptop thì các bạn nhìn đây này. Đây này, Acer đây này, đúng không? Thì đúng là con laptop này là của hãng Acer, của Dell là của Dell. PC thì các bạn phải nhìn ở trên cái main ấy, cái main, ví dụ cái main ở đây là các bạn nhìn ở đây này, nó có chữ đây này,
Ví dụ đây là của mình là Gigabyte, thì cái mail này là của hãng Gigabyte, MSI là của hãng MSI, Acer là của hãng Acer. Đấy là các cách để các bạn xác định bằng mắt thường các bạn nhìn vào cái mail. Còn nếu không, nếu mà trên cái giao diện như thế này này, các bạn có thể sử dụng cái câu lệnh, các bạn giữ phím Windows này, giữ phím Windows và ấn phím R, nó hiện ra một cái bảng như thế này. Thì các bạn ghi cho mình chữ DXDIAG, DXDIAG. Sau các bạn ấn Enter này, nó sẽ hiển thị ra một cái bảng. Nó hiển thị cái bảng này, thì các bạn nhìn đây này, cái system manufacturer này của mình là Acer. Đấy, tức là cái mail của mình nó là của hãng Acer. Khi mà các bạn đã xác định được là cái mail cũng như là cái máy tính của các bạn ấy nó thuộc cái hãng nào và dòng nào rồi, thì chúng ta sẽ đến với cái bước tiếp theo là chúng ta tìm cách để chúng ta mở được cái TPM 2.0 đấy. Cái này thì các bạn vào trong YouTube các bạn tìm, hoặc là Google các bạn tìm các cái clip hoặc là các cái chia sẻ để bật cái đấy, bởi vì mình cũng không thể nào mà chia sẻ cho bạn tất cả được, vì nó có rất nhiều các cái giao diện khác nhau nhá. Đây thì tìm thì các bạn tìm như nào, các bạn vào YouTube chẳng hạn, vào YouTube các bạn ghi cho mình cái từ khóa như này, đây, cách bật TPM 2.0, được chưa? Sau đó các bạn viết main, ví dụ như máy của các bạn đã xác định được là Acer thì các bạn ghi chữ Acer, Giga thì các bạn ghi chữ Giga, LG các bạn ghi chữ LG, hoặc là các bạn có thể ghi là Elable. Đấy, đây tiếng Anh thì các bạn có thể ghi như này được, nếu tiếng Việt không có thì các bạn có thể ghi tiếng Anh như thế này để các bạn tìm. Thì đây mình ví dụ một số các cái clip hướng dẫn đây. Đây nhá. Đây ví dụ như đây là của bên MSI chẳng hạn này. À đây bên Acer. Đây người ta cũng chỉ cho cách ấn TPM lên như nào đây. Ví dụ như là đây của bên MSI. Đây thì người ta cũng chỉ cách đây. Các bạn thấy nó giao diện nó khác nhau đúng không? Giao diện nó khá là khác nhau. Cái này cũng vậy. Cái này là của Gigabyte, của Arok đây. Đây chứ nhỉ. Đấy. Nó lại Edible đây. Thì tại sao mình không có thể là chia sẻ cho các bạn được, là bởi vì nó khác nhau như thế này. Bởi vậy nên là các bạn cứ tìm cái từ khóa đó để các bạn xem được cái clip hướng dẫn cách mở, hoặc là các bạn nhìn được cái dòng ở trên cái mail các bạn nó ghi là cái gì nhá. Rồi các bạn tìm. Cái bước tiếp theo là cái bước mà các bạn khởi động lại máy và các bạn vào BIOS. Vào BIOS đấy mình cũng đã chia sẻ cho các bạn một cái bài viết rất chi tiết về cái vấn đề là các cái phím để các bạn vào cái BIOS rồi. Các bạn cứ vào trang datdungdinh.com, website datdungdinh.com. Đây các bạn ghi chữ menu boot. Đây chữ menu boot đây, ở cái phần tìm kiếm này. Đấy, chúng ta ấn enter. Vào đây nó sẽ có cái bài viết này các bạn này. Mình viết rất chi tiết cho các bạn ở đây cái bài viết này này. Kích vào. Đấy, nó có các phím tắt này. Phím tắt của Acer hoặc của Dell này. Mình sẽ ghi hết đây. Các bạn vào phần cái chữ BIOS nhé. Ví dụ HP là F10 này, Dell là F2 này, Lenovo F1 hoặc F2 này, Acer F2 hoặc DLED này. Mình sẽ chia sẻ hết cho các bạn đây. Còn cả PC nữa. PC mình cũng chia sẻ đây, cách để các bạn nhận biết hãng của các bạn như thế nào. Rồi các cái phím tắt của nó cũng ở đây. Được chưa? Ok. Sau khi mà các bạn đã vào được cái BIOS của các bạn rồi thì các bạn hãy mở cái clip đó lên và các bạn xem người ta hướng dẫn các cái bước các bước. Nếu mà các bạn mà không trùng ấy, thì các bạn chỉ cần nhìn là cái main Acer của người ta ấy, là cái phần như thế nào, thì các bạn cái main Acer của các bạn thì các bạn cố gắng tìm cái phần đúng cái chữ như vậy. Nó khác tab cũng được nhưng mà nó gần đúng cái chữ như vậy để các bạn chỉnh, và quan trọng là phải enable nó lên, tức là phải kích hoạt nó lên nhá. Kích hoạt cái TPP hoặc là cái PPTT gì đấy. Mỗi cái main nó ghi một kiểu đấy. Thì các bạn kích hoạt nó lên, enable lên đây. Sau đó các bạn lưu lại, F10 lưu lại hoặc là server nó lại. Rồi các bạn quay lại game, các bạn khởi động lại game như của mình, là các bạn có thể vào được game và các bạn có thể chơi được. Ok, thì đấy là các bước mà mình chia sẻ cho các bạn để các bạn xử lý cái vấn đề này. Qua clip này các bạn có chia sẻ hoặc là có cái vướng mắc gì các bạn cứ comment ở dưới, mình sẽ cố gắng giúp đỡ và hỗ trợ các bạn. Chào các bạn và chúc các bạn thành công.